Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay mình với anh Sang sẽ đi cắm chim cầu quất nha. Đây là con cầu quất mồi của mình. Anh Sang đang cắm giò. Coi cái địa hình ở đây nè. Một đầm ra muống chim ở đây kêu rất là nhiều. Để xem hôm nay có đánh được cái con nào không. Lại kích loa lên thì còn hai cặp nó chạy về để cắm thử. Đó, cái địa hình này nhìn rất là đẹp, xung quanh toàn là nước mà ra muống không. Dính rồi, dính một em à. Rồi đi ra hay sao? Ta đang nấp lùm. Đây không thấy gì hết. Dính là thôi, dính rồi em ơi. Đường nào rồi đâu? Hả? Thấy đường sàn sàn đây. Ta thấy đường sàn sàn đó này. Cái bụi này cái thôi nè. Còn mấy con. Đây là cái con đầu tiên nha. Kèo một mới đánh được có 3 phút thôi. Đó, được một con trống. Rất là đẹp. Ở đây còn rất là nhiều chim. Giờ chắc dọn đồ về quá. Đẹp mà nghe nói là ở đây nhiều người đánh quá, chim nó bể hết, đánh có một con. Giờ dọn đồ về. Bãi đẹp lắm mà bị quấn hết rồi. Đẹp dữ không? Đi, ở đây không có. Có nhưng mà chim bể hết rồi. Lên đường ra về. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo nha. Chào cái này.